chi ba cô ma chân nuôn một phây nẹ trong khơi tờ la ca công phủ đòi dự tịch thô ai phụ kế đôi tờ la ca cho anh tiệp đại khả nông xung nông rường gồm hôn mà sao tật đọc cố Nutrilen khả nạ tờ la ca cho anh khu phố mươi nỉ gồm bọc ca xa đi ca nơi trong sắp đa nỉ chung bình mình đơn xa tục rộ bọc gồm hôn nẹ xây chan sâu phá ni bạc vi ô đi nè thay tì đọc rộng buôn khai thân nụ nỉ thả nẹ xây trong bàn phịp dự tịch thô ai côn nhưng trong bánh chọc rường cơ đầy nỉ chạp chạp nẹ xây thá cả đại phía kỳ cồng hôn bất đăng xa tục từ tòa la ca công phủ cử đồng bày bình dì bê từ tùa khó trớ trong buộc mục cho bạp đòi quạt xâm an thá phía kỳ cồng hôn khuyên phò tàng rừng móm đồng bày đọc bình tục nỉ nẹ xây rồng bưng thả tòa la ca công phủ nâng bắt đo cho thật thô ai phụ quạt đôi xa la đồng bốn nâng xa la ủ thổ đài cứ hưởng nâng sơ tăng phía kha kẹ dù than pra pra có bỏ bó cứ quạt ban sơ hưởng nâng hai mà đo tòa la ca công phủ cứ quạt ban sơ tiền đòn cơn ngưỡng cái đây nó việc bay nam chia hay cứ tha việc bên ấy thở sơ tiệt chẳng hạn tuổi ở vậy để sớm cứ thở sớm sơ thôi vậy hay so không ấy cứ dương ban đăng cho ba hỏi ở vậy đây dùng khán cứ trong chóp chóp còn ấp hồn được tuổi chẳng còn nhom trăng đăng tha cho bác ta ai nó sơ bay tiệt bị phủ ấy quạt thì nẹn non châu đò trong khỏi cắt loi tha và sai thật đó cô miền bảnh hai quạt gọt được mà đại cậu ma mà nẹt tiệt cứ nẹt sợi phun bay vật tạo ấy đằng thả nẹt sợi rôm tơ tua yốc cá xâm ra chật rộ bọc xà la đồng bông rịch thân đi phnom bình tụ bầy cá bằng cọp rộ bọc tô la cá ấy gồm hôn bọc đỏ xâm nón chùm ngư chật nụ mình ạch bạc bơ cá chư chạp nâng cá châm nai rộ bọc nẹt sợi lơ thay chiếc ba côn cơ đầy nẹt sợi rôm phân thá tô la cá công phủ nâng bật bên chọc xâm nông rương mùi nỉ bảo cọp đòi phịp dự tệ thố đòi xa nẹ sợi mân trắng bên to cả làng sao văn nà cá đại trâu riêng rộp nâng bằng hàng rục hiệp này cá chư chạp đầu bọc cồn tự cắn ông pro chung châm rè chào đón tiệt lời nhôm trong man dùng chữ thô hay ấy để nhôm trong man trên cái nhôm trong và chọc hưởng cả đây nè nhôm từ tua vô đời xa thì nhôm trong và chọc đời xa ấy dương căn là to quá tới dương thường lập à sập hiệp côn dương chư dương thời đời xa rụp hiệp á rụp hiệp đại côn dương chư nên nè dương anh lục mà đi bỏ bờ hưởng cả đây nè ắt chọc con tái khang công hôn có ắt trong và chọc về con nơi từ to quá cả đấy con nơi ở đăng từ to và đăng từ là cái bù tem đại con ắt miền ấy sao សាឡាដំបងរិទ្ធនីភ្នំពេញកាលពីខែមេសាឆ្នាំ2022បានប្រកាសសាលក្រមផ្ដន្ទាទោសភិគីក្រុមហ៊ុនឈ្មោះខុនកៅកេសីភេទស្រីដាក់ពន្ធនាគារ10ខែពិន័យជាប្រាក់8លានរៀលនិងបង្គាប់ឲ្យផ្ដល់សំណងដល់ជនរងគ្រោះជាក្រុមគ្រួសារកុមារម្នាក់ៗចន្លោះពី 10,000 ទៅ 20,000 ដុល្លារតុលាការចាត់ក្រុមហ៊ុនពីបទការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មដែលមានលក្ខណៈភូតកុហកខ្លែងខ្លាយឬធ្វើឲ្យមានការភ័ន្តច្រឡំអំពីគុណភាពសវត្ថភាពលើផលិតផលប៉ុន្តែភាគីក្រុមហ៊ុនបានប្តឹងជំទាស់ទៅសាលាឧទ្ធរនិងបន្តប្តឹងសាទុកទៅតុលាការកំពូលដែលបានប្តឹងសាទុកនោះតុលាការកំពូលបានបើកការជំនុំជម្រះកាលពីថ្ងៃទី13ខែធ្នូឆ្នាំ2023ប៉ុន្តែចៅក្រមបញ្ជាក់ថាសាលដីកាកាត់សេចក្តីនិងប្រកាសនៅថ្ងៃទី21ខែធ្នូឆ្នាំ2023ការលើកកាត់សេចក្តីរបស់តុលាការកំពូលធ្វើឡើងក្រោយពីមេធាវីតំណាងក្រុមហ៊ុនម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilet បានស្នើសុំតុលាការទម្លាក់បទចោទទៅលើកូនក្តីរបស់ខ្លួនដោយសំអាងថាផលិតផលដែលកូនក្តីបានលក់មានការទទួលស្គាល់ពីក្រសួងសុខាភិបាលនិងចេញវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់អំពីគុណភាពស្តង់ដារអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនកូនក្តីរបស់ខ្លួនចែកចាយផលិតផលម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilet នេះករណីនេះបានបង្កឲ្យអាណាព្យាបាលកុមារបារម្ភថារឿងក្តីនេះនឹងត្រូវអស់បន្លាយពេលកាន់តែយូរតែកិនរឿងនេះអ្នកនាំពាក្យសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6លោកសឹងសានករណាចង់ឃើញតុលាការកំពូលកាត់សេចក្តីដោយយុត្តិធម៌ដើម្បីបង្កើនជំនឿដល់ពលរដ្ឋជាទូទៅក៏សម្គាល់ថាសាលាដំបងឬក៏សាលាតូសម្រាប់យ៉ាងណាភាគច្រើនតឡាការកំពូលលោកសម្រាប់ដោយស្របទៅតាមអ្វីដែលជាការសម្រាប់ពីតឡាការជន់ទៀបមកបន្តបន្តនៅនេះជាការក៏សម្គាល់ណាប៉ុន្តែក៏វាអាចមានការប្រែប្រួលអំពីការសម្រាប់ដែរបើសិនជាមានខុសតាំងណាមួយដែលតឡាការកំពូលអាចជឿទុកចិត្តបានណាហើយវាអាចសម្រាប់មានការផ្ទុយអញ្ចឹងទៅវាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ផលប្រយោជន៍ដល់ពួកគាត់ប៉ុន្តែយ៉ាងណាយើងសង្ឃឹមថាការសម្រាប់របស់តឡាការកំពូលនឹងផ្ដល់នៅភាពយុត្តិធម៌ទៅដល់គ្រួសារជនរងគ្រោះរបស់កុមារទាំងអស់នោះបាទការពីដើមខែធ្នូឆ្នាំ2020អាណាព្យាបាលទីរុករងគ្រោះដោយសារម្សៅទឹកដោះគោ Nutrilen ចំនួន20គ្រួសារបានដាក់ពាក្យបណ្ដឹងទៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបណ្ដឹងក្រុមហ៊ុន Nutrilet Master LM ដោយបានអះអាងថាក្រុមហ៊ុននេះផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មភូតកុហកក្លែងបំលំលក់ម្សៅទឹកដោះគោគ្មានគុណភាពបណ្ដាឲ្យកូនរបស់ពួកគេទទួលទានហើយមានសភាពស្លេកស្លាំងស្បឹកស្រពន់និងមានជំងឺខ្វះក្របឈាមក្រហមខ្វះជាតិដែកនិងជាតិសាំងអាស៊ី
hốt lẽ khá luôn chư thương ngôn thương ngô cả vì ông lòng cho nam bì bòn đọc rằm buồn. Nhưng khi nhóm đi lý cá, VOD.